chúng ta sẽ cùng nhau tới với trận đấu với sự xuất hiện của Hồng Ngập và Vi Anh. Ván đấu đầu tiên thì có vẻ như là đang khá là đơn giản cho Hồng Ngập rồi. Không còn bố nào trên bàn nữa. Hồng Ngập đang rơi vào một cái tình huống là cái má của Bisco không thực sự quá đẹp để có thể cãi là điều năm. Cái má quá là nhẹ cho Bisco. Tất nhiên là dù vậy nhưng đây là một vị trí nếu như ăn được con số 5 thì có thể sẽ ra thuận lợi để ăn được con số 6. Đáng tiếc là cho Gabi không thực hiện được con số 5. Có va chạm với cả con 9 nhưng mà chúng ta thấy rằng là vẫn sẽ có đường để ăn 6. Bây giờ cái bắn sẽ được nhiều cho Vi Anh. Đáng tiếc lại là một cú chấm băng lỗi của Vi Anh. Cơ hội dành cho Hồng Ngập thêm một lần nữa với 4 bi ở trên bàn. Cho Hồng Ngập hay không đây, có may mắn rồi. Vị số 6 sẽ rơi. Tiếp tục sẽ là quyền bắn của Hồng Ngập. Tuy nhiên thì lại tạo thêm tình huống với con vị số 5. Thank you.
tế thì nếu như có thể thực hiện một cú xử lý con bi số 5 đường xa thì hoàn toàn là cơ hội để ăn nốt hai bi còn lại cho Vi Anh là có. Quyết định của Vi Anh là sẽ tìm đường để có thể phòng thủ thay vì là mở đường đánh tấn công. Bây giờ con bi số 5 vẫn sẽ phơi ra vị trí là cực kỳ thuận lợi bởi vì ở trên bàn nó rất là trống trải, chỉ còn có 3 bi mục tiêu nữa thôi. Vẫn chưa thành công. Đây sẽ là cái bài toán này cho Vi Anh để có thể giải. Con bi số 5 như đã nói vẫn đang rất là thoáng ở trên bàn, không bị bất cứ một cái con bi nào che lại cả. Nó sẽ phải tính được cái điểm va chạm của con bi cái, nó sẽ có thể va vào con bi số 9 và bị kẹp lại ở phía cuối bàn. Đúng là như vậy, chấp nhận bắn con bi số 7 đường xa thôi. Rồi, rất chính xác. Tuy nhiên thì tình huống này liệu rằng Vi Anh có xử lý được con bi cuối hay không đây? Con bi cái và con bi chín như đã đứng rất là sát với nhau, gần như là dính với nhau rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái lắc đầu đó. Mọi tình huống xử lý bây giờ đều hoàn toàn có thể có xác suất sai số xảy ra để cho con bi chín bị phơi ra. Thật là như vậy luôn, khá là khô luôn, có một cái khoảng cách cực kỳ thuận lợi để Hồng Gấm chốt con bi số 9 này, mở điểm trong trận đấu đầu tiên. Không có gì khó khăn cả, 1-0 dành cho Gấm Kami. Ta sẽ tới với ván thi đấu thứ hai phá bi của Hồng Gấm. Rồi, vậy là sẽ đủ bếp. Đã có con bi số 3 là con bi rơi xuống lỗ. Rồi, đã có bài toán nằm luôn ở con bi số 1.
cần phải được xử lý. Nhìn chung thì những con bi còn lại đều nằm ở vị trí tương đối là thông thoáng. Wow, quyết định rất táo bạo của gấm Kami, tấn công luôn con bi số 1 và thành công. Cực kỳ tuyệt vời trong tình huống xử lý vừa rồi. Tiếp tục thêm bài toán nữa ở con bi số 2. Liệu rằng là gấm Gami có muốn thực hiện combo 2 vào 7 hay không đây? Ý tưởng thì là có. Thực hiện không thành công và bây giờ là cơ hội dành cho Vy Anh. Nắm rất kỹ từ từ Vy Anh để thực hiện cú combo 2 vào 9. Và chỉ thiếu một chút nữa thôi thì điểm số đã có dành cho Vy Anh rồi. Đáng tiếc là con bi số 9 đã không rơi. Quyền bắn được nhường trở lại dành cho Hồng Gấm. Bàn bi đã mở ra rất nhiều rồi. Đáng tiếc là con bi số 4 thì Hồng Gấm lại không thực hiện thành công. Đấy, nếu như mà nắm nót hơn một chút nữa thì cái cơ hội dọn bàn đã có thể đến. Nếu như mà ăn được 4 trong tình huống đó thì sẽ có 5. Và bây giờ thì con 4 không được thực hiện thành công. Tuy nhiên thì nó cũng đang rơi vào một cái vị trí mà cũng không hề đơn giản để cho Vy Anh có thể xử lý.
Rồi, xử lý như này là quá hợp lý dành cho Vi Anh rồi. Chắc chắn là sẽ phải phòng thủ. Và ở trong cái ván thi đấu thứ hai này thì Gamkami đã có một cú chém mỏng con bi số 1. Và với con bi số 4 này thì sao? Liệu rằng là có một tình huống chém mỏng nữa hay không? Đường này thì lại quá mỏng. Tất nhiên là vẫn chưa đơn giản dành cho Vi Anh. Ý tưởng ăn 4 điều 5 của Vi Anh là rất là hay. A3 con bi số 4 để đường ra 5 và cũng đã ra con bi số 5 luôn rồi, nhưng mà đáng tiếc là con bi số 4 vẫn chưa được thành công thêm một lần nữa. Cả hai nữ cơ thủ sẽ cần phải nắn nót hơn. Đây rồi, cơ hội mở ra dành cho Gamkami. Con bị cái đã bị tuột đi mất rồi. Và con bị cái đã rơi xuống lỗ sau tình huống xử lý của Hồng Gấm. Quá là đáng tiếc. Đây không phải là cái vị trí mà Vi Anh mong muốn với con bi số 8. Nhưng còn nếu như con bi cái có thể trôi lên thêm nữa thì sẽ đẹp hơn rất nhiều dành cho Vi Anh. Đây là một vị trí chém con bi số 8 tương đối mỏng. Thế là với cái mã này thì hoàn toàn là hợp lý để có thể ra 9. Quan trọng là với con bi số 8 mỏng như thế này. Thì cũng sẽ cần phải cực kỳ chính xác. Rồi. Đó là cái điều mà chúng ta
hoàn toàn có thể mường tượng được vì số 8 quá mỏng và không được thực hiện thành công. Vẫn có may mắn dành cho Vi Anh trong tình huống này khi mà con bi số 8 không hề đơn giản để có thể xử lý dành cho không gấm. Tưởng của hồng gấm là như thế nào đây? Trông có vẻ khá là giống cái ý tưởng là sẽ mỏng con bi số 8 để đưa con bi cái chạy về phía cuối này của bàn. Tuy nhiên thì lại bị vào giày và con bi số 8 nằm ở ngay trước mắt con bi cái rồi. Rồi, quá đáng tiếc dành cho Vi Anh. Đã căn chỉnh rất là kỹ rồi, nhưng mà cái mom của lỗ giữa vẫn từ chối Vi Anh với con bi số 8 vừa rồi. Đây là cơ hội không thể rõ ràng hơn dành cho Hồng Gấm, với hai con bi gần như là không cần phải làm gì quá nhiều. Và rất đáng tiếc cho Hồng Gấm là con bi số 8 lại không được xử lý thành công. Lại là một cú vào hơi bị dư dày, khiến cho con bi số 8 nó đi nhiều hơn về cái phía băng dài. Và cuối cùng là sau khi ăn gian vào cái băng dài thì nó lại không rơi xuống lỗ. Và đây là một tình huống xử lý lỗi nữa đến từ Vi Anh, vâng, rất đáng tiếc. Chết cái tới từ Vi Anh. Quyền đặt bi với hai con bi cuối cùng dành cho Hồng Gấm. Rồi, lấy má đẩy con cái lên giữa bàn ăn chín. Bây giờ thì 2-0 được chưa ạ? Hai không để cho Hồng Gấm.
Chúng ta vừa được theo dõi cú phá bi ở ván 3 của Vi Anh. Đó là cú phá bi hợp lệ. Với cú phá bi hợp lệ này thì đang mở ra một cái bàn bi tương đối là thoáng, không có quá nhiều, gần như không có bất cứ một tình huống nào cả, ngoại trừ cần những cái đường điều chính xác. Lấy được cái vị trí của con bi số 6 về phía lỗ góc. Không đủ để kéo được con bi cái về ăn 2 rồi. Buộc phải ăn con bi số 2 đường xa. Và đáng tiếc là Vi Anh đã tự tạo tình huống cho mình. Có thể là sẽ có may mắn dành cho Vi Anh ở trong tình huống này. Cái hình bi 6 và 9 đang che đi đường đến của con bi số 2. Đúng thật là như vậy. Chỉ là có cả con bi số 4 ở đây nữa. Sẽ là một cú A băng hợp lệ. Vẫn sẽ nhìn thấy được con bi số 2 trong tình huống này. Và với cái hình bi 369 như thế kia thì hoàn toàn sẽ có thể giấu được con bi cái. Hoàn toàn có thể giấu được con bi cái và lấy cái hình bi đó làm cái điểm chắn giữa. Thậm chí rằng là con 2 có rơi xuống lỗ giữa hay không đây? Rồi, không rơi rồi. Với con bi số 2 vừa rồi thì Hồng Gấm lại có một tình huống vào bị dư mọc mất. Xác với con bi số 2 thứ tư Vi Anh. Tuy nhiên là nếu như mà có thể đẩy được con bi cái chạy lên thêm nữa, thêm hai băng nữa thì ra ba ăn bi số 3 về lỗ góc bên phải phía trên thì đúng là một kịch bản quá đẹp.
rồi, ý tưởng chạy đạn không thành công của Vi Anh rồi. Bi số 6 và bi số 9 vẫn đang bị dính vào nhau, nhưng bi số 6 vẫn hoàn toàn có còn đường riêng với lỗ góc bên tay phải phía trên. Trước hết là bài toán cho Hồng Gấm điều 3 ăn 4 đã. Bi số 3 về phía lỗ giữa thì vẫn sẽ tương đối khó một chút. Rồi, đáng tiếc là không được đến từ Hồng Gấm. Nếu như mà cái điểm tiếp xúc của Hồng Gấm tốt hơn, ăn được con bi số 3 thì là cái đường con bi cái chạy lên phía con bi số 4 đẹp hơn rất là nhiều. Vừa rồi là thêm một lần nữa bị vào dày tới từ Hồng Gấm. Vẫn đang giằng co nhau ở con bi số 3. Chưa thành công tới từ cả hai nữ cầu thủ. Rồi, vào dư mỏng ra đạn. Có may mắn dành cho Vi Anh trong tình huống xử lý này. Và tiếp tục sẽ lại phải A băng tới từ Hồng Gấm. Ồ, con 9 đi đâu đây? Con 9 đi đâu đây? Con 9 không rơi rồi mà. À, vừa rồi nếu như mà con 9 nó rơi thì thật sự là quá tuyệt vời cho Hồng Gấm. Nếu không được. Bàn bi nhìn chung vẫn khá là mở. Tuy nhiên thì vẫn đang có tình huống ở con bi số 3 này, khi mà cái vị trí của con bi số 3 nó vẫn chưa ra được thuận lợi dành cho cả hai nữ cơ thủ. Ý tưởng chạy đạn không hề tệ của Vi Anh.
số 3. Ôi đây rồi. May mắn đã gọi tên gấm Kami trong tình huống xử lý con bi số 3 vừa rồi. Một cú dùng lết A băng. Ăn được cho mình con bi số 3 về lỗ xa. Quá tuyệt vời đến từ Hồng Gấm. Sẽ là một cú đẩy của Hồng Gấm với con bi số 4 để lên được con bi số 6. Kỳ chính xác và bị cái cần phải trôi nữa. Rồi, như này thì cũng là quá tuyệt vời rồi. Được rồi, và thậm chí rằng là chết cái từ Hồng Gấm. Thực sự quá đáng tiếc. Quyền đặt bi dành cho Huy Anh và sẽ chỉ gần như là còn một cung đường, chính là ăn con bi số 9 về lỗ phía xa thôi. Rồi, chính xác và sẽ là 1-2 dành cho Vi Anh. Điểm số đầu tiên đã có dành cho Vi Anh. Ván thiêu thứ tư chúng ta sẽ cùng tới với cú phá bi của Hồng Gấm. Cú phá bi rất là dứt tay, không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả.
câu chuyện điều 2 về 3 cũng sẽ tương đối phức tạp đấy. Đó là tình huống xử lý, và nếu như ăn được cho mình con bi số 2 sẽ là một tình huống xử lý tương đối tuyệt vời của Vi Anh. Quyết định là sẽ điều con bi cái về phía giữa bi 7, bi 8 và nhìn thấy con bi số 3 hướng về lỗ góc bên phía trên. Hướng về cái lỗ bên phía tay trái phía trên theo màn ảnh này của chúng ta. Nó một cái cú ra gọn vào con bi số 2 dư rất nhiều giày. Tình huống này thì ông Kami sẽ xử lý sao đây? Lựa chọn là sẽ phòng thủ rồi. Ui, không thực sự tốt rồi. Con bi số 2 vẫn nhìn thấy được thì vẫn sẽ có ý tưởng dành cho Vi Anh. Quyết định là đánh tấn công luôn tới từ Vi Anh. Không thành công và con bi số 2 nằm ra trước cửa lỗ dành cho Hồng Gấm. Thêm một lần nữa là cái thước ngắm của Gấm Kami lại bị vào giày. Đây sẽ là cái mà Gấm Kami sẽ cần phải điều chỉnh rất là nhiều. Đã là 3 tình huống liên tiếp vào giày rồi. Có lẽ là sẽ cần phải căng tay hơn nữa trong tình huống vừa rồi để có thể điều từ 4 đến 5.
Những tình huống như thế này thì rất là dễ để cho các nữ cầu thủ bị vào dư dày hoặc là dư mỏng. Còn để xem. Rồi, vậy là dày. Sự là tình huống thực sự là khó đoán của Hồng Gấm trong cái pha xử lý vừa rồi. Và vậy là đó là một cú dùng lết tạch cơ tới từ Hồng Gấm, ngay lập tức là cú bắn lỗi và quyền đặt bi dành cho Vi Anh. Cơ hội không thể nào rõ nét hơn dành cho Vi Anh để dọn bàn và lấy về điểm số thứ hai, cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Rồi, tuyệt vời rồi. 7 lỗ giữa, 8 lỗ góc bên tay phải phía trên, 9 lỗ góc bên tay trái phía trên. Thế là hết. Sẽ chỉ cần một cú vào mềm tay thôi để con bi cái không bị trôi quá nhiều về phía cuối bàn. Nên một cái má cũng có thể nói là khá là nhẹ nhưng mà hoàn toàn xử lý được. Rồi, chuẩn rồi. U. Không giống như những gì tôi dự đoán lắm. Tôi nghĩ rằng là sẽ lấy hẳn cái má thẳng của con bi số 8 luôn, thay vì là một cái má vách như thế này. Nhưng mà tất nhiên là thôi cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có, đây cũng không phải là một tình huống điều xa, nó hoàn toàn xử lý được. Rồi, mà sai số thì đã xảy ra ngay lập tức luôn. Trên thực tế thì nếu như con bi cái không va chạm với con bi số 9 trong tình huống vừa rồi mà nó đi thẳng thì rất là dễ rơi xuống lỗ, rất là dễ chết cái. Và con bi cuối cùng dành cho Vi Anh cực kỳ chính xác với một con bi đường xa nhưng mà điểm chết gần, và hai đều ở trong trận đấu đầu tiên của chúng ta.
Cú phá bi không tuyệt vời của Vi Anh rồi. Thình Bi đang tương đối lộn xộn ở phía cuối bàn, không đủ bếp. Hiểu rằng là đánh tấn công luôn từ từ Hồng Gấm hay chăng đây? Không, đánh phòng thủ. Vâng, nhưng mà cú ra ngọn thì lại hơi dư lực. Không kìm được con bi cái lại ở phía cuối bàn và vẫn sẽ nhìn thấy con bi số 1 trong tình huống này. Thì vẫn sẽ có ý tưởng phòng thủ dành cho Vi Anh. Không quá tuyệt vời cho lắm. Tất nhiên là cũng sẽ buộc phải đánh phòng thủ trong tình huống đó, nhưng mà không thể giấu được con bi số 1 đi quá kỹ. Rồi, và đây sẽ là tình huống xử lý phòng thủ chính xác tới từ Hồng Gấm. Nhưng mà như đã nói thì bàn bi nó vẫn đang rất là lộn xộn, kể cả có quyền đặt bi ở trong tình huống này thì có lẽ là cũng sẽ phải nghĩ đến phương án tìm đường để chạy đạn luôn. Một là có thể đẩy con bi số 1 đi, dí con bi cái vào sát lưng con bi số 5. Với điều kiện là được quyền đặt bi với cái hình bi như thế này. Và với điều kiện là Vi Anh sẽ phải bắn lỗi ở tình huống này, nhưng mà chúng ta cùng chờ Vi Anh đã. Rồi, Vi Anh không bắn lỗi. Đó là một tình huống xử lý hợp lệ, nhưng mà không chỉ là hợp lệ mà còn ra là đuôi con bi cái luôn. May mắn đã mỉm cười với cả Vi Anh. Nhìn thấy được đường A2 băng tới từ Hồng Gấm hay không? Ui, không được rồi. Ôi, vội tới từ Hồng Gấm. Chưa cần đo đong đếm quá kỹ mà đã vào bộ với cả ra ngọn luôn. Hơi bị vội một chút. Và liệu có ra đuôi tiếp hay không đây? Vẫn cứ là ra đuôi con bi số 1. Ra ngọn cực kỳ dứt tay của Hồng Gấm với con bi số 1. Rồi, bi số 1 chính xác tới từ Vi Anh. Sau va chạm với cả con bi số 7 thì đã có đường con bi cái đến bi số 2. Vẫn là cái bài toán để có thể xử lý được cái hình bi đang tương đối lộn xộn như thế này. Không hề đơn giản.
Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái tình huống xử lý đó của Vi Anh với cái ý tưởng là sẽ kéo con bi cái về phía con bi số 3. Đáng tiếc là không thành công. Đầu gậy cũng không muốn cắm quá sâu, đề phòng là bị tách cơ bốc con bi cái lên. Thôi, đành phải sửa với con bi số 3 này mà thôi. Bi cái nó trôi về sau lưng 8 thì là đẹp nhất. Không được rồi. Bi số 3 vẫn đang bị giấu đi giữa bi 6 và bi 9. Ồ, và đây sẽ có thể là ăn được con bi số 3 luôn không Vi Anh không? Vâng, hơi đáng tiếc. Muốn A băng. Thật sự là cái cung đường chạy của con bi số 3 nhìn đang rất là thuận lợi với việc là rơi vào lỗ rồi. Không thành công tới từ Vi Anh. Đây sẽ là tình huống xử lý của Hồng Gấm, nhưng mà có thể thấy được rằng là lại một lần nữa Hồng Gấm đang hơi bị vội trong cái tình huống xử lý của mình. Cú chặt băng con bi số 4 không tốt của Vi Anh. Rồi, liệu đây có phải là cơ hội để combo 6 9 cho Hồng Gấm hay không? Nhưng mà vị trí này thì
gần như là quá khó để thực hiện cú combo. Hai điểm chết hoàn toàn riêng biệt. 6 và 9 không hề khung về phía lỗ góc bên tay phải phía trên. Đáng tiếc là không thành công. Được rồi, ý tưởng điều 7 là rất hợp lý, nhưng mà con bi số 6 lại không được thực hiện thành công. Đây là một cái má vết rất là nhiều về phía con bi số 7. Vẫn thực hiện được một cú chém mỏng chính xác con bi số 7 về phía lỗ giữa. Va chạm với con bi số 9 không có vấn đề gì cả, và cơ hội để Hồng Gấm có điểm ở trong ván thi đấu thứ 5 là đây. Với hai con bi cuối cùng, tất cả những gì Hồng Gấm cần chỉ là sự năn nót. Thật sự lại một lần nữa là quá đáng tiếc dành cho Hồng Gấm. Rất chính xác từ Vy Anh. Con bị cái đang trôi về đâu đây? Bị cái đang trôi về phía có thể quỵ côn băng trong tình huống này. Rồi. Không côn băng nhưng mà đang rất là gần thành băng. Bị cuối của Vy Anh.
Không, chính xác rồi. Và Hồng Gấm không mắc sai lầm, 3-2 dành cho Hồng Gấm. Trận đấu vẫn đang rất là cân tài cân sức. Thêm một lần nữa ở trong trận đấu này chúng ta được thấy một cú phá bi không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Ở ván thi đấu trước thì là của Vy Anh, ván thi đấu này là của Hồng Gấm. Tình huống đánh phòng thủ rất chính xác của Hồng Gấm. Bị cái gõ vào con bi số 3 và đứng lại ở phía đằng sau con bi số 5. Đó là cú bắn lỗi của Vy Anh. Và đây hoàn toàn sẽ có thể là cơ hội để lấy về điểm số luôn dành cho Hồng Gấm với cú combo 1 vào 9. Rồi. Cần đo đong đếm thật là kỹ mà thôi.
Ồ, vâng. Con bi số 9 lệch rất là nhiều về phía lỗ, không có chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ 6 dành cho Hồng Gấm. Bi số 1 chính xác. Và bài toán nó sẽ có ở ngay con bi số 2 đây. Rồi, không thành công. Từ từ Vi Anh. Tình huống chạy đạn không tốt của Hồng Gấm trong pha xử lý vừa rồi. Ý tưởng là sẽ giấu con bi cái ra đằng phía sau lưng con bi số 5 nhưng mà lại để cho con bi cái trôi đi và con bi số 3 hở ra. Ồ. Con bi số 3 tưởng chừng như đơn giản nhưng mà vẫn chưa thực sự đơn giản đối với cả cả hai nữ cơ thủ. Oh, rất nhiều va chạm. Và ngay lập tức là con bi số 5 với cả bi số 6 đã dính vào với nhau.
Rồi. Bây giờ thì Hồng Gấm sẽ cần phải giải quyết bi số 5 và bi số 6. Sau đó thì có lẽ rằng bàn bi sẽ mở ra rất là nhiều. Thêm một con bi mỏng nữa dành cho Hồng Gấm. Lần này thì Hồng Gấm sẽ phải xử lý thật là chính xác. Không được rồi. Con bi cái đang trôi. Và cũng rất có thể nếu như mà trôi thêm nữa thì sẽ là đuôi đằng sau lưng con 7, con 8. Trong tình huống này thì trông có vẻ như là vẫn sẽ nhìn thấy được con bi số 5. Và con bi số 5 tiếp tục để phơi ra thêm một lần nữa. Đây rồi. Một chút sự chậm rãi, một chút sự chính xác sẽ là đủ để cho Hồng Gấm dọn dẹp bàn bi này. Không nên để sự vội vàng giống như những ván đấu trước. Đây sẽ là một tình huống rất là xa tay của Hồng Gấm. Và xác suất đã xảy ra. Có may mắn cho Hồng Gấm hay không đây? Không có may mắn luôn. Rất đáng tiếc. Rồi, nhưng mà con cái đang trôi đi đâu đây? Không dễ dành cho Vi Anh đâu. Ý tưởng của Vi Anh sẽ là như thế nào với con bi này đây? Ồ,
Vâng, không được rồi. Một pha cân con B9 về lỗ giữa, tôi tin là như vậy. Và lại thành ra là cân hai băng. Nhưng cũng không được. Rất đáng tiếc cho Vi Anh và con 9 nằm ngay cửa lỗ dành cho Hồng Gấm trong tình huống này. Vâng, Hồng Gấm không thể sai được 4-2 dành cho Gấm Cami. Chúng ta vừa được theo dõi cú phá bi của Vi Anh. Cú phá bi không hề tệ một chút nào cả, nhưng đáng tiếc là bị thiếu bếp với một cái bàn bi đang rất là mờ. Đây là cơ hội để dành cho Hồng Gấm. Lựa chọn ăn con bi số 1 về phía lỗ góc tới từ Hồng Gấm, nhưng đáng tiếc là con bi số 1 lắc cửa lỗ. Xử lý con bi số 1 chính xác, nhưng mà với vị trí như thế này thì liệu rằng chúng ta có được thấy một tình huống cân con 2 tới từ Vi Anh hay không? Vậy là ý tưởng đánh phòng thủ tới từ Vi Anh chứ không phải đánh tấn công. Và con bi số 2 lại bị để phơi ra rồi. Như đã nói thì bàn bi đang rất là mở. Đây là một cái góc hoàn toàn hợp lý để có thể điều từ 2 ra 3. Rất đáng tiếc cho Gấm Cami. Vẫn có cảm giác rằng là Gấm Cami hơi bị vội vàng trong những tình huống xử lý của mình.
Ôi con bị cái đang trôi về phía lỗ và chết cái sau tình huống xử lý của Vi Anh. Quá đáng tiếc. Và đây là cơ hội dành cho Hồng Gấm với con bi số 4, sau đó thì liệu rằng có phải là 6 combo 9 luôn hay không đây. Rồi. Chính xác rồi. Thêm một cú combo nữa dành cho Hồng Gấm. Lần này thì không có sai sót xảy ra nữa, điểm số thứ 5 đã có dành cho gấm Kami.
Vâng ạ, thưa các bạn giả thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu giữa Hồng Gấm và Vi Anh. Hai vận động viên đã quay trở lại khu vực thi đấu. Tỷ số thời điểm hiện tại đang là 5-2 dành cho Hồng Gấm, và ở ván thi đấu thứ 8 này thì cú phá bi sẽ là của Hồng Gấm. Đây sẽ lại một lần nữa là cú phá bi không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ và không đủ bếp tới từ Hồng Gấm. Vâng, rất đáng tiếc trong tình huống xử lý vừa rồi, con bi số 1 nằm ngay cửa lỗ rồi, nhưng mà có lẽ rằng là nghĩ quá nhiều từ cái việc điều cái, Hồng Gấm đã xử lý sai. Quyền bắn được nhường trở lại dành cho Vi Anh. Vẫn chưa được rồi, hai nữ cầu thủ đang giằng co nhau ở ngay con bi đầu tiên. Và con bi số 1, wow, vâng, rất tuyệt vời tới từ Hồng Gấm. Thêm một cú A băng chính xác nữa tới từ Hồng Gấm. Vẫn còn việc cần phải làm ở cái hình bi này. Đầu tiên là từ 3 ra 4 thì rồi, đã có đường cho bi số 4 về phía lỗ giữa rồi. Thêm bài toán điều 5. Đáng tiếc là vẫn tiếp tục không thành công từ Gấm Kami. Ngay sau đó thì ván đấu cũng đã kết thúc luôn. Cuối cùng thì cũng đã có một chút
sự may mắn đồng hành cùng với Vi Anh. Tiếp tục có cho mình điểm số để bám đuổi Hồng Gấm. Sau khi giành chiến thắng ở cái ván thi đấu thứ 8 vừa rồi thì số đã rút ngắn xuống còn thành 3 năm. Đang rất là căng thẳng thưa các bạn. Với cú phá bi của Vi Anh ở trong ván thi đấu thứ 9 này rất tuyệt vời, bàn bi thật sự quá rộng mở. Với cái ván thi đấu trước đã có một chút sự may mắn đồng hành thì chúng ta sẽ cùng xem là ở ván thi đấu này thì anh sẽ có thể xử lý tốt được cái bàn bi tự mình mở ra được hay không. Thực sự quá tuyệt vời với cú ra khỏi cú số 2 vừa rồi. Cái ý tưởng là rút về ăn 4 nhưng mà có lẽ là chưa sự quá chính xác. Rồi. Và không xử lý được thành công ở con bi số 4. Bi số 4 sẽ có cơ hội xử lý dành cho Hồng Gấm. Tất nhiên thì đây vẫn không phải là một cái con bi đơn giản. Ui, nhưng mà đó là một cú cắt quá chính xác, cực kỳ tuyệt vời từ Hồng Gấm. Rồi đây rồi, cơ hội dọn bàn đã đến rồi. À, con bi cuối cùng nữa thôi dành cho Gấm Kami. Bi số 6. Ôi, bi số 6 không chính xác, rất đáng tiếc. Vẫn có may mắn dành cho Hồng Gấm ở con bi số 6 này. Đáng tiếc là không thể làm được gì hơn.
Và vì anh chấp nhận phạm lỗi thôi. Quyền đặt bi dành cho Hồng Gấm với ba con bi cuối cùng ở trên bàn ở cái ván thi đấu thứ 9 này để có thể có cho mình cơ hội lên đến điểm hưu. Đang phải cân đo đong đếm rất nhiều. Cần phải cực kỳ nắn nót. Oh, sự nắn nót đã có. Cái bị côn bằng trong tình huống này mà sẽ chỉ cần chính xác thôi, không cần phải làm gì hơn cả. Rồi, điểm hưu đã có dành cho Hồng Gấm. Vô cùng tuyệt vời. Sáu ba là tỷ số ở trận đấu đầu tiên của chúng ta. Cú phá bi ở ván đấu này sẽ có kịch bản như thế nào đây? Cú phá bi với cái bàn bi thật sự là rất là mở. Lại một lần nữa là thiếu bếp tới từ Hồng Gấm và không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Ngay lập tức sau đó thì VN sẽ nhường lại quyền bắn dành cho Hồng Gấm luôn. Đây sẽ là tình huống đánh phòng thủ thôi. Chắc chắn rồi. Ý tưởng là sẽ đưa cái về sau lưng của bi số 8. Chưa được như mong muốn cho lắm.
Bi số 1 có nấp ra đằng sau lưng của bi số 6 hay không đây? Có rồi. Có một chút may mắn mỉm cười với gấm Kami trong tình huống vừa rồi. Cú băng hợp lệ của Vi Anh. Sau đó thì ngay tức là ý tưởng chạy đạn tới từ Đồng Kami. Hiểu rằng là có nhìn thấy rõ được con bi số 1 với cái vị trí này hay không. Rất là khó khi mà con bi số 5 nó đang đứng che cái đường đến con bi số 1. Rồi. Rất đáng tiếc nhưng mà thật sự đó là một tình huống không thể xử lý khác được. Tới từ Vi Anh. Thực ra là có ý tưởng để có thể sút T nhưng mà tuy nhiên Vi Anh lựa chọn là sẽ thực hiện một cú bắn thẳng thay vì là cú sút T. Tục đánh phòng thủ từ Hồng Gấm và thêm một tình huống phòng thủ chính xác nữa từ Gấm Kami. Chắc chắn là không hề đơn giản dành cho Vi Anh. Cú bắn lỗi của Vi Anh.
là cái lỗi thứ hai của Vy Anh ở trong cái ván thi đấu này rồi. Lựa chọn của Hồng Cầm sẽ là như thế nào đây? Và gợi ý của Hồng Cầm là sẽ cố gắng tìm cách để có thể tiếp tục bắt đuôi, nhưng lần này thì con bi số 1 đã bị để hở ra, gần như chắc chắn là sẽ không thể có lỗi nữa tới từ Vy Anh. Cú va chạm vừa rồi thiếu tí nữa khiến cho con bi số 9 rơi xuống lỗ. Hai bên vẫn đang co nhau. Vì số 1 thì vẫn đang được để hở ra thêm một lần nữa. Chưa thực sự có nữ cầu thủ nào có thể giải quyết được cái bàn bi này. Và những cái vị trí của những con bi mục tiêu thì luôn nằm ở một khoảng cách rất là xa.
vị số 2 đang bị dính vào con vị số 8 trong tình huống này. Cũng lại một lần nữa thì đang đưa được cái tư thế là khó dành cho Vi Anh. Vẫn có thể nhìn thấy được cái má mỏng của vị số 2 và thậm chí rằng là thiếu chút nữa vị số 2 đã rơi về cái lỗ giữa. Vẫn chưa được. Bàn bi nó vẫn đang còn quá phức tạp dành cho cả hai nữ cầu thủ. Quá dày về phía con vị số 2, đã có may mắn dành cho Hồng Gấm với con vị số 6. Sau rất nhiều va chạm của con vị số 6 mới là con bi rơi xuống lỗ. Có bi chạy đạn con vị số 2 luôn thôi, con bi cái và bi 2 về phía hai thanh băng dài. Ôi, bi cái đang đi về đâu đây? Vâng, bi cái bật hai mom, sau đó thì không rơi. Cơ hội một lần nữa đến với Hồng Gấm. Cái đường cơ của Hồng Gấm đang trông thì có phần hơi vội nhưng mà khá là thanh thoát. Tuy nhiên thì con bi số 7 sẽ cần phải được giải quyết tốt. Lại là câu chuyện lấy má để có thể xử lý con bi tiếp theo. Vị trí của con bi cái này đang không thực sự quá là ủng hộ việc Gấm Kami có thể xử lý được con bi số 7. Rồi, chính vì vậy đây là quyết định là sẽ cân con bi số 5. Sau đó thì một lần nữa khiến cho cái hình bi nó đang đứng khá là gần nhau. Vẫn là bài toán khó dành cho Vi Anh. Sẽ bị cò tay ở con bi số 5. Và vẫn sẽ phải giải quyết câu chuyện từ 5 điều ra 7. Rồi, 5 đã có. Và như đã nói thì câu chuyện nằm ở con vị số 7. Ui, con bi số 9, vâng. Và cái mục tiêu không phải là ở con bi số 7. Mục tiêu của Vi Anh là nó nằm ở con bi số 9. Và con bi số 9 đã trôi thẳng xuống lỗ với chiến thắng dành cho Vi Anh ở trong cái ván thi đấu thứ 10 vừa rồi. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn xuống còn thành 4-6.
trong trận đấu ngày hôm nay thì đã có hai lần Vy Anh có những tình huống xử lý ăn được cho mình con bi số 9. Tôi tin chắc rằng là cũng vừa có tính toán nhưng vừa cũng cộng kèm cả sự may mắn nữa. Thiếu bếp mất rồi. Vẫn là câu chuyện thiếu bếp với từ hai nữ cơ thủ trong ngày hôm nay. Ra ngọn rất là dứt tay của Hồng Gấm nhưng lại một lần nữa là đáng tiếc là không thành công. Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta thấy Hồng Gấm xử lý như vừa rồi. Có những lúc thì Hồng Gấm sẽ hơi bị vội vàng, nhưng mà khi ngắm kỹ rồi thì cái điểm va chạm nó lại không được chính xác. Cần con bi số 1. Vâng, cần hai băng hay chăng đây? Vâng, không cần được hai băng rồi. Coi chừng con bi cái đi ra sau lưng con bi số 8. Sẽ rất là tệ nếu như mất hẳn cái điểm chết của con bi số 2. Vâng, đúng là không có điểm chết của con bi số 2 về phía lỗ góc. Rất đáng tiếc dành cho Hồng Gấm trong tình huống xử lý vừa rồi. Không được rồi. Vẫn là câu chuyện dư mỏng dư dày đối với hai nữ cơ thủ trong buổi sáng ngày hôm nay. Định không vội vàng, từ từ gấm Kami. An toàn phòng thủ thôi.
Con bi số 4 đang phơi rồi. Đang phơi ra rất gần cửa lỗ rồi. Ôi không được, lần này thì cú ra ngọn của Vi Anh lại quá mỏng với con bi số 4, nhưng sau đó thì cũng có may mắn rằng con bi số 4 đã đuôi. Cú sút tê của Gấm Kami và thiếu một chút nữa thôi đã được cho mình con bi số 4 rồi. Rất tuyệt vời, rất chính xác. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Chưa thành công. Quyết định là vào bộ và ra ngọn luôn tới từ Gấm Kami. Hơi có một chút hơi tê tê rồi. Không được tin tay nữa rồi. Trên thực tế để mà nói thì cái cú sút tê vừa rồi là một cú sút tê rất là hay tới từ Hồng Gấm. Vẫn có thể giữ lại một chút cái sự bình tĩnh và xử lý nắn nót hơn một chút. Rồi, phòng thủ tốt từ Vi Anh. Sẽ là dấu con cái ra đằng sau lưng con bi số 7, số 9 tới từ Gấm Kami và đó là cực kỳ chính xác. Một lực ra ngọn vừa đủ đẹp. Và đó là cú A băng lỗi của Vi Anh. Chìa khóa cuối cùng dành cho Hồng Gấm là lấy mã 6 điều 7. Con 7 có bị sự con 7 và con 9 đang nằm khá là gần nhau. Ôi, không được rồi. Con bị số 5 không được thực hiện thành công. Thêm một lượt nữa là một cú ra ngọn vào dư dày tới từ Hồng Gấm.
Và cái quỹ đạo di chuyển của con bi số 5 thì cũng rất là giống con bi bị xử lý lỗ trước đó của Hồng Gấm, là bị dư dày về phía băng dài. Và lần này thì không có chuyện dư dày dư mỏng nữa rồi. Đó là tình huống xử lý của bi số 5 ăn gian vừa đủ và băng dài tới từ Hồng Gấm. Vẫn là câu chuyện chìa khóa từ 6 ra 7. Những cái pha đánh phòng thủ của cả hai cơ thủ đều chưa thực sự quá tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì đều đẩy cho những con bi mục tiêu vào cái thế đường xa như những gì chúng ta đã nói ở trong ván thiếu trước. Vậy nên là mặc dù thì nhìn trông có vẻ khá là thông thoáng, cái bàn bi khá là thông thoáng nhưng mà cũng chưa thể dễ dàng xử lý được hết. Đó, câu chuyện tương tự đúng không ạ? Một con bi đường xa có má. Chưa được, thưa các bạn. Rồi, và thậm chí rằng là nó cũng là lỗi của Vi Anh luôn. Rất đáng tiếc.
Quyền đặt bi dành cho Hồng Gấm. Bốn con bi cuối cùng còn lại trên bàn. Rồi, bi số 6 đơn giản thôi. Với quyền đặt bi ở trong tay, bi số 7 nằm rất gần cửa lỗ. Và đường đều sẽ cần phải chính xác. Điều rằng là có điều cho mình có bi cái đi vòng qua đầu bi số 9 hay không đây. Thế nhưng mà có tính toán như vậy thì sẽ phải né. Xử lý để có thể né va chạm với cả con bi số 9. Còn không thì sẽ là dựng ngược, dựng thẳng con bi cái lên là con 8 lỗ đối diện. Rồi, thậm chí là con 7 cũng không chính xác luôn. Thật sự là quá đáng tiếc dành cho Hồng Gấm. Một ngày thi đấu mà cả Hồng Gấm và thậm chí là cả Vy Anh đều đang mắc những cái sai số không đáng có. Rồi, rồi, vâng. Không ăn lỗ này thì ăn lỗ khác ạ. Con bi số 7 đã có may mắn dành cho Hồng Gấm. Hai con bi nữa thôi, nhưng mà vẫn lại một lần nữa là con bi xa. Cái nằm côn băng khoảng cách là 3 phần 4 bàn. Chạm cho mình đến điểm hưu rồi, nhưng mà Hồng Gấm có vẻ như vẫn đang hơi vất vả. Bị số 8 quá mỏng. Rồi ok. Bi 8 thì tất nhiên là không có gì khó cả. Quan trọng là bao nhiêu lực để có thể kìm cái lại điều 9 trong tình huống này. Rất đáng tiếc là con bi số 9 lại không thành công tới từ Vy Anh. Và còn cơ hội nào đẹp hơn cơ hội này dành cho gấm Kami nữa? Ôi, nhưng con bi số 9 Hồng Gấm cũng không thực hiện thành công. Và với cái lực chạy của con bi số 9 này thì cũng không có may mắn luôn.
Rồi, con 9 của Vy Anh không có sai lầm nữa. Và sau khi có cho mình điểm hưu thì gấm Kami đang dậm chân tại chỗ ở con số 6. Và Vy Anh thì đang có hai chiến thắng liên tiếp, rút ngắn tỷ số xuống còn thành 5-6. Cơ hội để gấm Kami có thể tự chốt được lại cái chiến thắng của mình bằng cú phá này. Rồi, cú phá có kèm lực nhồi vào rất rất tay. Nhưng mà vẫn là phá bi, không có bi mục tiêu là rơi xuống lỗ, vẫn là phá bi thiếu bếp. Hơi vội rồi, bi a vội rồi. Ồ, vâng ạ. Thật sự rằng là có lẽ rằng là cái câu chuyện tâm lý của hai cơ thủ là đang thật sự cần phải giữ được bình tĩnh rồi. Vâng. Ra ngọn mà con bi cái nó lại đi vòng quanh bàn, không có bất va chạm nào và găm thẳng xuống lỗ. Có vẻ như là Hồng Cấm đang hơi vội rồi, thậm chí rằng Hồng Cấm cũng đang không muốn ngồi xuống nữa. Đôi tay thì đang hơi lạnh, đúng là hơi cóng, chân thì hơi tê. Có lẽ rằng là những cái tính từ có thể miêu tả được rõ nét nhất cái câu chuyện đang xảy ra trên bàn và cho các bạn. Mà thực chất là không phải riêng gì Cấm Kami, cả Vy Anh cũng như thế. Hai nữ vận động viên đang có một cái thật sự là vất vả.
Câu chuyện vẫn đang còn ở trong tình huống điều 3 ra 4 nữa đây. Liệu rằng là có lấy 3 lỗi giữa để điều 4 hay không? Định là lấy 3 lỗ góc. Vâng, nhưng mà lấy 3 lỗ góc thì với cái vị trí như thế này thì dù ăn được cho mình con số 3 thì cũng không thể ra 4 được. Quyết định là thực hiện một cú đẩy lên, thậm chí là đẩy, nếu như mà muốn đẩy có lẽ tôi nghĩ rằng vì anh phải đẩy căng tay lên hai băng về giữa bàn cạnh con bi số 8 ăn 4 thì đẹp hơn. Đây sẽ là một tình huống chạy đạn của hồng gấm, và gấm Kami đã có cho mình một tình huống kiểm soát lực khá là ổn với việc là đưa cái dính vào sau lưng 9. Và đó là cú bắn lỗi của Vi Anh. Dù như vậy nhưng mà bàn bi cũng chưa hề mở ra được đâu. Rồi, cái tình huống này là tình huống mà Hồng Ngọc quyết định sẽ lấy má vếch của con bi số 3 đẩy qua giữa bi 5 bi 9 về phía giữa bàn cạnh 8 ăn 4 lỗ góc bên tay phải. Rồi, hơi trôi. Nhưng mà không sao. Trôi như thế này thì sẽ khó điều 5. Nhưng mà đứng ở cạnh con bi số 8 thôi thì sẽ có cái má vếch con bi số 4 điều 5 đẹp rồi. Rồi. Điều 5 sao đây. Cú va chạm này đã hỗ trợ cho tình huống điều cái của gấm Kami. Có vị trí đẹp ăn bi số 5 lỗ góc bên phía tay phải phía dưới theo màn ảnh chúng ta đang theo dõi luôn. Còn nếu không có va chạm với con bi số 9 đó thì con bi cái nó sẽ chạy nhiều hơn nữa về phía sau lưng con bi số 8, và nếu như mà không may thì sẽ là đuôi sau lưng 8. Rồi, nóng máy rồi, nóng máy rồi. 6 đẹp, 7 đẹp. Mọi thứ đang rất đẹp dành cho Hồng Gấm, và tất cả những gì mà Hồng Gấm cần phải làm bây giờ xin một lần nữa được nhắc lại, đó chính là sự nắn nót. Chỉ cần gấm Kami nắn nót một chút, mọi chuyện sẽ là nằm trong tầm kiểm soát của nữ cơ thủ này. Bật băng xả ra, ok. Ôi, chết cái không đây. Sự là rất đáng tiếc dành cho Hồng Gấm thêm một lần nữa. Lại một lần nữa là sự vội vàng của Hồng Gấm. Đấy là tôi cảm nhận là như vậy. Gấm Kami đã có một cái tình huống chém ngược con bi số 4 đẹp ra 5. 5 đẹp, 6 có. Và thậm chí rằng là ăn 6 má 7 đẹp rồi, nhưng con 7 thì gấm Kami lại không thực hiện thành công. Và đó là một cú ra ngọn cực kỳ dứt khoát của Vi Anh với con bi số 7 vừa rồi. Bấm đứng cái lại luôn. Bây giờ thì Vi Anh đang phải nhìn về cái má của con bi số 8 để còn tính được cái hướng điều 9. Cái má nó cũng không thực sự quá là tuyệt vời cho lắm. Nếu như mà là tôi thì tôi mong muốn rằng nó sẽ thẳng một chút. Và chỉ cần trồ nhẹ về về cái phía thành băng bên phía gần con bi số 9 và ăn 9 lỗ góc là xong. Và trong cái má này thì cũng vếch hơi nhiều. Theo cảm tưởng cá nhân là như vậy. Nếu như mà không cắm được thì đẩy lên băng ngắn phía bên tay phải chúng ta rồi nổi lên ăn chín đường xa.
thì có ổn không ta? Cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ nếu như mà cái má này nó thực sự nhẹ. Rồi, ồ, vậy là má là rất là ok đấy chứ. Vậy là má nó rất là tuyệt vời. Đâu phải là một cái má quá xấu đâu, nhưng mà ý là Vi Anh đang muốn là mình phải thi đấu cẩn thận. Đấy là tất cả những gì mà Vi Anh tính toán là sự cẩn thận. Vậy thôi các bạn ạ. Rồi, tuyệt vời rồi. Và chúng ta chuẩn bị tới với ván hưu hưu. Với điều kiện là Vi Anh làm tốt ở con bi số 9 này. Một cái má hơi ngược một chút về phía lỗ góc. Ôi, đáng tiếc là Vi Anh lại không xử lý thành công con bi số 9 vừa rồi. Cũng có may mắn là không chết cái. Chứ nếu không thì kịch bản nó đã thật sự quá tệ. Sẽ khó dành cho gấm Kami. Với cái hình bi này thì ý tưởng đầu tiên xuất hiện ở trong đầu tôi đó chính là cân con 9 về lỗ giữa. Chúng ta sẽ cùng xem rằng gấm Kami sẽ xử lý như thế nào. Thủ rồi. Ui, nhưng mà con 9 nó lại nằm gần về phía lỗ như thế này thì vẫn là một con bi đường xa. Con cái thì nằm khá là sát thành băng. Xin lỗi bạn, khá là gần thành băng. Con bi này là một con bi rất quan trọng đối với Vi Anh. Bi thật sự quan trọng. Nếu như mà giành thắng lợi ở trong trận đấu này thì một trong hai vận động viên sẽ có cơ hội bước vào nhánh thắng. Còn cơ thủ còn lại sẽ phải xuống nhánh thua. Vậy nên mặc dù mới chỉ là vòng 1 thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng là cả gấm Kami và cả Vi Anh đều đang rất cẩn thận. Không được rồi. Chưa chính xác. Một con bi tất nhiên là quan trọng nhưng đó là con bi đường xa. Đó cũng không hẳn là một con bi quá dễ. Trận đấu của chúng ta thì đã trôi sang tiếng thi đấu thứ ba rồi. Và vẫn đang chưa có hồi kết. Còn bị cuối dành cho gấm Kami. Và gấm Kami không hụt. Điểm số chiến thắng đã có dành cho Hồng Gấm ở trong trận đấu mở màn tại B52 Women Open. Trận đấu thật sự là vô cùng căng não với 3 giờ đồng hồ thi đấu và tỷ số chỉ được khép lại là 7-5. Với con bi cuối cùng thật sự là quá định mệnh đối với cả cả hai nữ vận động viên. Xin được chúc mừng Gấm Kami đã giành cho mình tấm vé tiến vào nhánh thắng của B52 Women Open. Và Vi Anh, thì nữ cầu thủ Vi Anh sẽ rơi xuống nhánh thua ở tại giải đấu này. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn khán giả trong trận đấu vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trước khi tới với những diễn biến tiếp theo tại B52 Women Open.